Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ chúng tôi giới thiệu nhạc sĩ thứ ba, đó là nhạc sĩ Song Ngọc và nhạc phẩm mở đầu. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cô nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây phong đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Xưa đã lỡ thời gian nào bối xó, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Vô buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi, nỗi niềm truyền tâm lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Thời gian nào bối xó, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Vô buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặt môi, nỗi niềm truyền tâm tư người lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. Nỗi niềm truyền tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu. À, vâng, kính thưa quý vị, Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Quang Lê
vừa trình diễn đã mở đầu phần giới thiệu nhạc sĩ thứ ba trong Paris by Night 74 hôm nay, đó là nhạc sĩ Song Ngọc. Thưa quý vị, nhạc sĩ Song Ngọc sinh quán tại Long Xuyên và viết nhạc từ năm 16 hay 17 tuổi. Ông gia nhập quân đội và có một thời gian làm việc ở Đài Phát Thanh, cũng như là tốt nghiệp trường chính trị ở Đà Lạt. Thì thưa quý vị, với tư cách là một người nhạc sĩ, đương nhiên là ông Song Ngọc dành rất nhiều thời giờ cho tình ca, nhưng bên cạnh đó là với vai trò một người quân nhân, ông cũng dành rất nhiều nhạc phẩm cho người lính chiến. Và sau bản nhạc Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Song Ngọc. Xin chào quý vị khán giả tại Toronto và tất cả quý đồng hương khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng xin chào anh Ngạn, chào Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chào anh. Thưa anh Song Ngọc, tôi tò mò, tôi đọc báo thì tôi mới biết tên thật của anh là Nguyễn Ngọc Thương. Giống, gần giống Nguyễn Ngọc Ngạn anh hả? Anh em sinh đôi. Vâng, thế thì nhưng mà cái bút hiệu anh ký trên các bản nhạc là Song Ngọc, vậy thì nó có dính dáng gì đến Ngọc Thương của anh hay không? Thưa quý vị, đó là tên của tôi và một người bạn nhỏ hồi ngày đi học. Bạn gái? Bạn gái, nhưng mà thật ra bạn gái đó không phải là người yêu, mà bạn gái đó chỉ là nháy mắt chút. Rồi về đó thì thích làm thơ, làm nhạc. Ông anh nói thôi bây giờ em không có cái bút hiệu gì, anh nghĩ là em lấy tên Song Ngọc. Thì tôi thấy cái tên đẹp đẹp cũng xài luôn. Tức là kết hợp cô Ngọc kia. Cô Ngọc kia, nhưng mà cô Ngọc kia không biết là ai. Tới bây giờ nếu mà tôi nói là cái tên Song Ngọc là tôi lấy tên cô tôi đặt, chắc cô cũng không biết. Hoặc không tin. Không tin. Và bây giờ cô cũng không biết cô ở đâu. Nếu anh biết anh chỉ dùm. Thưa anh, xin lỗi Duyên. Thưa anh, là tôi đọc trong tạp chí Bách Khoa trước năm 75 có một bài báo của nhà văn Nguyễn Ngu Ý viết về anh. Thì có nói rằng anh Song Ngọc tuổi trẻ tham vọng nhiều lắm. Ngoài đàn, ca, hát, nhạc thì anh còn mê cả hội họa, có phải không anh? Vâng. Vâng. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì anh chọn con đường âm nhạc, có phải không anh? Vâng. Thưa quý vị, là theo tôi, như hồi nãy thì ông anh của tôi có dùng một cái chữ mà tôi thường dùng, là anh Nguyễn Hiền dùng cái chữ duyên. Tôi yêu cái chữ duyên lắm. Quý vị cười là đúng. Tại vì tôi với cô Kỳ Duyên làm việc chung với ông Song Ngọc này nhiều lắm. Đi sơ chung thì tôi hiểu, ông này ông ấy nói nó còn bóng bẩy, còn thâm thúy, còn quanh co hơn cả dân Bắc Kỳ là tôi. Nên vì cô, tôi yêu chữ duyên lắm là bởi vì ông ấy từng hát cái bài là Khiến Người Tiên Duyên, có phải không? Đau khổ như điên. Hôm nay có cô Kỳ Duyên đây, anh mới nói anh yêu chữ duyên lắm. Thưa quý vị, thì thật ra thế này nè, anh nhớ rằng thế này, tên anh là Nguyễn Ngọc Ngạn, còn tên tôi cũng Nguyễn Ngọc. Thành ra anh em mình cũng là hiểu nhau nhiều. Thì nếu mà chúng ta mà tra tấn nhau ở đây thì không lợi cho cả hai. Mà anh còn chọc chọc em thì em sẽ nói rằng là em sẽ đi phao cái tin đồn rằng là Song Ngọc không phải là với Ngọc kia mà là Ngọc Thương với Ngọc Ngạn đấy. Mà tin đồn mà Ngọc Thương với Ngọc Ngạn là xì căng đan lớn lắm đó. Nhưng mà Ngọc Thương với Ngọc Ngạn chuẩn bị đi San Francisco mà. Thật ra cái đó cũng không có lạ, không cần mình lên trên gần Washington DC cái gì đó lẹ hơn. Vâng, thưa anh, thì xin hỏi anh là cái nhạc phẩm đầu tiên anh viết ra năm 16-17 tuổi đó, cái khó khăn không phải là viết nhạc, cái khó khăn không phải là sáng tác bài thơ hay là cuốn tiểu thuyết, cái khó khăn
là làm sao để người ta phát hành cái bản nhạc của anh, làm sao người ta chuyên trở được cái bản nhạc, cái tâm tình của anh đến khán giả. Đấy mới là chuyện quan trọng. Kính thưa quý vị, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trình bày cho quý vị là một cái tâm sự nhỏ của một hành trình của một nhạc sĩ. Thưa quý vị, tôi rất là may mắn trong đời làm âm nhạc. Thì năm đó khoảng chừng 56, 57, 58 thì chúng tôi mê nhạc lắm. Thì thưa quý vị, tôi lên đài phát thanh, thì tôi lần mò lên đài phát thanh, thì tôi lại được may mắn là được các anh đàn anh ở trên đài phát thanh thời đó rất là thương mến. Trong đó phải kể người gần nhất cũng là một người hàng xóm là nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Thưa quý vị, năm đó có 16, 17 tuổi, nhưng mà lên thì gặp những Phạm Duy, gặp Võ Đức Thu, Võ Đức Tuyết, anh Lâm Tuyền, vân vân. Thế tức là nếu mà nói theo cái chuyện Kim Dung là gặp toàn cao thủ giang hồ. Xin lỗi anh, tôi xin câu chuyện anh lý thú lắm, nhưng mà tôi xin phép ngắt lời anh để mời khán giả thưởng thức nhạc phẩm thứ hai trong phần giới thiệu nhạc phẩm của anh. Dạ, rồi lát nữa mình tiếp tục xin được nghe những câu chuyện của anh. Thưa quý vị, nhạc phẩm của nhạc sĩ Song Ngọc, Chiều Thương Đô Thị sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thank you.
lấp lánh, tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa. Đêm nay tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành, những chiều gió lộng ta đi trong lòng phố vắng. Mây chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình, chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau. Thưa quý vị, một nhạc phẩm vui tươi của nhạc sĩ Song Ngọc diễn tả sát những cảnh thực tế trong đời sống của chúng ta có tựa đề là Giờ Tí Canh Ba. Thưa quý vị, giờ tí tức là canh ba, thì nói chung giờ tí canh ba có nghĩa là nửa đêm, là vì ngày xưa cha ông chúng ta không tính giờ theo đồng hồ bây giờ, mà chúng ta gọi là đêm năm canh ngày sáu khắc. Chẳng hạn như là trong một cái bài ca dao nói về trách nhiệm của người vợ thì vào ban đêm thì chúng ta thường thuộc cái bài là canh một dọn cửa dọn nhà, canh hai dệt cởi, canh ba đi nằm, canh tư bước sang canh năm, trình anh dạy học chớ nằm làm chi. Như vậy thì ta thấy rằng là nửa đêm người ta chỉ tính theo canh mà thôi, thì canh ba chính là lúc nửa đêm hay là giờ tí cũng vậy. Câu chuyện mô tả là đôi trai gái khi quen nhau thì thường hẹn nhau vào lúc nửa đêm, đến khi trở thành vợ chồng rồi thì vẫn nhớ những cái giờ hẹn đó mà thức giấc với nhau, cho nên là kết quả là quá đông con. Thì bài này chúng tôi sẽ thực hiện dưới hình thức MTV qua một cái nhạc cảnh sống động và vui tươi với phần trình diễn của Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh. Ngộ ghê, ngủ mà còn cười. À, còn cười nữa, tôi ghét quá nè. Nè, trời ơi, ngủ như gì em? Làm gì mà cười dữ vậy? Anh đang nằm mơ. Mơ gì? Giờ tí canh ba rồi. Ôi, mặn nồng hả em? Mặn nồng, tám đứa rồi còn mặn nồng. Vậy chứ em kêu anh dậy chi? Giờ tí canh ba, nhớ cái thuở ban đầu. Anh mới quen nàng, thương nhớ vô vàng, thao thức cả đêm. Giờ tí canh ba, nhớ thuở ban đầu. Bên gối trong đèn, em nhớ anh hoài sơ mẹ trắng. Giờ tí canh ba, nhớ phút hẹn đêm nào. Bên gốc mai già, long lanh sao trời, anh đứng anh đợi em. Giờ tí canh ba, nhớ ngày vui nào. Hoa cưới áo hồng, giờ tí đồng phong mặn nồng là canh. Giờ tí canh ba, chỉ một năm thôi, thằng cu tí nó ra đời. Thêm một năm trôi, công chúa chào đời. Rồi mấy năm sau, nhóc con đầy nhà, vui quá ôi tình ta, hạnh phúc triền miên.
thành hạt. Bầy nhóc lao nhau sớm hôm, chồng con em gầy như cọng rơm. Thấy chưa? Giờ tí canh ba mới vừa đến. Thấy em nằm thao thức là vì sao? Vì sao vậy bà xã? Giờ tí canh ba anh lại vắng nhà. Bên gối trong đèn đơn chiếc một mình em thương chồng đi làm đêm. Đẻ chi mà đẻ quá trời, mẹ con tám đứa chịu đời sao kham. Em giờ héo úa dung nhan, còn anh cài chẳng dám than một lời. Thương anh râu tóc rối bời, sáng mưa chiều nắng tối ngồi phơi sương. Ôi, con mình đẻ mình thương, vui nhà vui cửa em buồn chi em. Cho dù cực khổ ngày đêm, miễn sao trong ấm ngoài em đủ rồi. Đủ rồi, cái mà đủ rồi, phải không? Giờ tí canh ba chỉ một năm thôi, thằng cu tí nó ra đời. Thêm một năm trôi công chúa chào đời. Rồi mấy năm sau nhóc con đầy nhà vui quá ôi tình ta. Hạnh phúc triền miên phúc đức nhà ta. Lo quá gì đâu lo biết. Giờ tí canh ba chỉ mười năm thôi, đầu tóc anh nó bạc hết rồi. Mới mười năm trôi qua biến thành hạt. Bầy nhóc lao nhau sớm hôm, chồng con em gầy như cọng rơm. Cọng rơm đó. Giờ tí canh ba mới vừa đêm nào. Nửa đêm anh dậy, anh thấy em nằm thao thức là vì sao? Vì sao vậy bà xã? Giờ tí canh ba anh lại vắng nhà. Bên gối trong đèn đơn chiếc một mình em thương chồng đi làm đêm. Bên gối trong đèn đơn chiếc một mình em thương chồng đi làm đêm. Anh thấy nó bị nghẹt mũi đó. Biết rồi. Nhớ nha. Canh hôn miếng coi. Quỷ à. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi vừa thưa với quý vị lúc nãy là nhạc sĩ Song Ngọc là một quân nhân, thành thử anh dành một phần sáng tác quan trọng cho những bản tâm tình của người lính. Chẳng hạn như là Nó và tôi một chuyến bay đêm, và bản vừa rồi Chiều thương đô thị, tức là vẫn nói đến những người lính mà quây quần bên nhau, dĩ nhiên ở trong trại, đốt lửa sưởi ấm và nói chuyện trong một cái đêm nào đó. Thì và sau đây thì chúng tôi lại gửi tiếp tới quý vị một số những nhạc phẩm viết về thời chiến của nhạc sĩ Song Ngọc. Và chắc chắn rằng trong cái nhạc phẩm Thư cho vợ hiền, chúng ta hình dung được một người lính ở xa viết thư về nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Tuy nhiên có một cái mà em cũng hơi lạ là tại sao chỉ viết thơ cho vợ hiền? Bộ vợ giữ không viết thơ sao? Hay là tất cả những cái người hình ảnh trong thơ văn, trong ca nhạc của Việt Nam chúng ta khi nói đến vợ là người ta liên tưởng đến vợ hiền? Có nghĩa là đàn bà Việt Nam không ai giữ hết anh? Không có bà vợ nào giữ hết à, thưa thế này, thường thường chúng ta nói vợ chúng ta hay kèm cái chữ hiền, vợ hiền. Nhưng mà thưa quý vị, chữ hiền đây không phải là hiền lành đâu, không phải là thuần túy là hiền lành. Theo tôi đoán, chúng ta ảnh hưởng của tiếng Trung Hoa, tiếng Hán ngày xưa, cái chữ hiền giống như ngày xưa chúng ta hay nghe là chiêu hiền đãi sĩ, hay là vua cầu hiền, hay là hiền nhân quân tử. Ông vua đi cầu hiền thì
thì đâu phải cầu mấy cái người hiền lành về ngồi chiều làm gì toàn người hiền. Hay là ông chồng mà lấy bà vợ hiền lành quá thì cứ ngồi trong nhà mà lành quá thì nhiều cái hàng xóm nó vẫy tay cái lại bỏ đi. Thành thử ra không, cái chữ hiền đó theo quan niệm của chữ Hán của Trung Hoa có nghĩa là tài và đức, chứ không phải là hiền có nghĩa là hiền lành. Thành thử ra khi mà người lính chiến xa nhà cần người vợ ở nhà có cái khả năng và dĩ nhiên phải có đức hạnh, tức là chờ chồng ở phương xa nhưng mà ở nhà phải giúp con, phải nuôi mẹ chồng, phải hiếu thảo, phải lo tất cả mọi việc thay cho người cha, người chồng ở nhà. Cho nên chúng ta gọi cái chữ hiền đó là vợ hiền, tức là cái người có tài có đức. Tuy nhiên có thể không Kỳ Duyên cũng xin nói tiếp lời anh là đúng, đối với cái thế hệ của Kỳ Duyên tuy là được ăn học và lớn lên bên này, nhưng mà nghĩ lại cái thời thế hệ của cha của chú, nhất là của các bà mẹ bà vợ Việt Nam trước đây, theo Duyên được biết thì thường thường không có nghề, hoặc là nhiều người không được đi học, mà chồng thì đi lính, hoặc là ngay là sau 75 bao nhiêu người bị đi tù, nhưng mà làm sao vẫn kiếm sống được ở bên Mỹ này với tất cả những cái khả năng và cái sự học hành mà mình có được. Mà nhiều khi mình nghĩ tới ví dụ mà mất việc làm là mình không biết làm sao để mình trả tiền bill cho tháng sau, mà Kỳ Duyên thấy các cụ thời trước vẫn nuôi cho chồng, vẫn mang cơm đến cho chồng, rồi nuôi con, rồi nuôi gia đình chồng, không biết xoay sở làm sao, không có một cái nghề gì cả mà vẫn dẫn dắt một đàn con. Thì Kỳ Duyên nghĩ đó là một cái công lao rất lớn và một cái điều cho Kỳ Duyên rất là đáng phục. Đúng là vợ hiền. Vâng, thưa quý vị, một nhạc phẩm viết về người tâm sự người lính chiến, Thư cho vợ hiền của nhạc sĩ Song Ngọc. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Trận tuyến xuân trận ngoài ven biên, Thư muốn gửi về chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá đâu có người mang thư. Anh biết mình trong dụng quân gieo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hỏi để em nhớ thương em. Hoa nở trên cành mơ, biết xuân nay lại về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thư biết em chẳng được, vẫn đi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư biết hẹn xuân sau. Thank you.
dục quân gieo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hoài để em nhớ thương niềm hoa nở trên cành mây. Biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa, mũ quà xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng vẫn đi cho đẹp tình. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. À, thưa anh Song Ngọc, lúc nãy tôi rất tiếc là phải cắt ngang cái câu chuyện dở dang của anh, một câu chuyện rất là lý thú về cái bước đường đầu tiên anh bước chân vào văn nghệ khi anh đến đài phát thanh và anh gặp các cao thủ như anh lời của anh, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Hiền, xin anh kể lại. Nhưng mà làm thế nào mà anh phát thanh được cái bài hát đầu tiên mới là khó. Thưa quý vị, là năm đó là khoảng tôi 17 tuổi, thì để tìm con đường đi đến nghệ thuật thì tôi lên đài phát thanh, thì tôi được may mắn là tôi gặp nhiều cao thủ, là trong đó có cao thủ Nguyễn Hiền hồi nãy quý vị thấy đó. Thì các anh rất là quý mến tôi, và thú thật quý vị là qua trên 45 năm viết nhạc thì những cái ngày cũ ở tại đài phát thanh Sài Gòn, năm đó khoảng chừng 57, 58 đến năm 62 là năm tôi đi vào quân ngũ, tôi đi khóa 14 Thủ Đức, thì tôi rất là cảm động vì cái không có cái thời gian nào đẹp bằng cái thời gian đó. Là anh Ngạn biết, khi lên đài phát thanh thì anh chỉ viết nhạc anh đưa lên đài phát thanh, thì nếu bản nhạc anh hay thì các nhạc trưởng hát bản nhạc đó ra, bản nhạc được phổ biến trên đài phát thanh. Thì khi tôi đưa bản nhạc đến đài phát thanh thì tôi trở lại thì tôi thấy là bản nhạc của tôi đã được sắp để mà trình diễn ở trên đài, trong một chương trình trình diễn, thì tôi mừng quá. Tôi về, thưa quý vị, lúc đó 17 tuổi, trẻ quá, thì tôi khoe, không biết khoe ai, khoe bà chị: ngày mai chị sẽ nghe đài phát thanh hát nhạc của tôi. Thì cái ngày mà cái giờ mà đài phát thanh hát thì tôi vặn cái radio thật là lớn mà ngồi đó, trái tim muốn rớt ra ngoài để ngồi chờ nghe. Radio hát bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ ba, đến hết chương trình không có. Tức là hát mọi nhạc khác mà không có nhạc của anh. Không có. Mà anh lỡ khoe với mọi lỡ người. Lỡ khoe rồi. Bà chị tôi đi, bỏ đi. Thì thưa quý vị, tuần sau thì lại nghĩ rằng không có, người ta không hát. Nhưng mà tuần sau thì hát một lượt hai bài. Mà tuần sau thì anh rút kinh nghiệm, anh không khoe ai. À, không khoe ai. Tức là anh lên lén anh nghe. À, thì lén nghe thôi. Thì hai bài, ngó lại, bà chị không có đó, không biết ai khoe. Vâng, thế để thưa anh. À, cái tâm sự của anh đó, thưa anh Song Ngọc, cũng giống nhiều người mới bước vào văn nghệ, kể cả bên văn giới hay làm thơ. Nhưng mà thưa anh, bây giờ phải hỏi ngay anh là cái bài Bừng Sáng, một trong những tác phẩm đầu tay mà có giá trị của anh, bởi vì lúc đó Ban Thăng Long hay trình diễn. Vâng. Thì thưa anh,
nó có nằm trong cái số phận mà anh phải chờ lâu không anh? Hay là anh viết xong anh được giới thiệu liền? Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ với những anh em, các bạn trẻ về sau đi vào cái đường nghệ thuật như thế này. Cái duyên, cái sự may mắn đến với cái người nào có lòng chung thủy với nghệ thuật. Và cái đó là cái sự may mắn chứ không phải là tự tìm ra được. Thưa quý vị, là tôi hỏi một số người đã nổi tiếng về các nhạc sĩ, thì thưa quý vị, cái sự may mắn nó đến lần đầu rất dễ dàng. Khi mà cái duyên nó đến rất dễ, mà cái duyên không đến thì 10 năm cũng không được hát. Thưa quý vị, là cái bài Bừng Sáng lại đặc biệt, là tôi cũng lúc đó khoảng chừng 17 tuổi nữa, thì cái bài Bừng Sáng là một trong những bài mà tôi viết cho đài phát thanh. Thì thưa quý vị, là hôm bị bà mẹ mắng bỏ đi di tản tị nạn tại nhà bà dì, buổi trưa ở ngoài con nít khóc la sùm ở ngoài, ngồi đặt bản Bừng Sáng, buồn cười lắm kìa. Thưa quý con vị, nít khóc thì dính gì đến Bừng Sáng? Là tại con nít khóc là nó đánh lộn trong xóm, nó la sùm. Anh biết là xóm mà Hòa Hưng á, thì nó la sùm. Mà tôi là tôi ngồi lúc đó lại đặt nhạc Bừng Sáng. Thành thưa, cái bản Bừng Sáng là một cái bản rất là may mắn. Có nhạc sĩ Nguyễn Hiền cũng biết bản Bừng Sáng. Và lúc đó quý vị biết may mắn đến cái độ mà được Ban Thăng Long hát bản Bừng Sáng. Tức là nói tóm lại, anh muốn gửi một cái thông điệp cho các bạn trẻ bước chân vào đường văn nghệ, có phải không anh? Vâng. Là muốn vào văn nghệ phải có duyên. Có cái duyên, có lòng chung thủy. Có lòng chung thủy nghĩa là dù mình đi xin mãi người ta không cho hát, mình vẫn cứ xin như thường. Vâng. Gọi là có lòng chung thủy, có phải không anh? Nói chung là muốn thành nghệ sĩ thì phải có may mắn, có phải không anh? Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên ở đời cái gì cũng là cái cơ duyên, cơ may. Nhưng mà theo như triết gia Ribo đã nói là sự tình cờ chỉ xảy đến cho những kẻ đáng được tình cờ. Có nghĩa là dĩ nhiên là American Idol nộp đơn mấy chục ngàn người. Mới đây Canadian Idol xếp hàng chất đầy Skydome mấy chục ngàn người, lấy có một người. Những người bị loại đó không thể gọi là họ thiếu may mắn, mà họ chọn lầm cái con đường thì đúng hơn. Thế giờ bây giờ không có khả năng ca mà họ lại chọn con đường ca, thì cái đó là lầm đường chứ không phải là thiếu may mắn. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó mình bàn mãi không bao giờ hết. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại tuổi 17 của nhạc sĩ Song Ngọc để thưởng thức nhạc phẩm Bừng Sáng qua ba tiếng hát Trần Thái Hòa, Thế Sơn và Chí Tài. Tráng trăm phương trời gặp nhau đêm hôm nay chung vui, bên lửa hồng sáng soi ngập lối, tiếng ca tiếng đàn tiếng cười hòa cùng ngàn lời, tiếng ca tiếng đàn tiếng cười hòa cùng ngàn lời. Còn đêm nay thôi anh ơi, biết đâu ngày mai cánh xa muôn đời, cùng trao tay say sưa vui kiếp người sương gió trăm phương trời. Kề nhau đêm nay anh ơi, dưới lòng lặng dù một tối, với ngàn tiếng ca tiếng đàn mừng lửa bập bùng, với ngàn tiếng ca tiếng đàn mừng lửa bập bùng. Nắm tay mà hát nào ban đường, nhìn lửa bập bùng cất cao lời ô. Tìm cuộc đời xóa bôi hờn oan, bên lửa thiêng mến thương vô vàn.
màn sương đêm buông chơi vơi, lửa rừng khuya sáng soi khung trời, cùng nhau vui đi anh ơi, biết đâu ngày mai sáng tươi lên rồi, ngàn muôn vinh quang dâng khơi như lửa bừng sáng trong rừng tối, âm vui khắp trời sắc hồng dạng đẹp mỉm cười, âm vui khắp trời sắc hồng dạng đẹp mỉm cười. Tiếng đàn bập bùng, tiếng lửa bập bùng tiếng ca bập bùng, tiếng đàn bập bùng, tiếng lửa bập bùng bập bùng bập bùng. Cùng nhịp nhàng nắm tay mà hát, nào bạn đường như lửa bập bùng cất cao lời ô. Tìm cuộc đời xóa bôi hờn oan, bên lửa thiêng mến thương vô vàn. Màn sương đêm buông chơi vơi, lửa rừng khuya sáng soi khung trời, cùng nhau vui đi anh ơi, biết đâu ngày mai sáng tươi lên rồi, ngàn muôn vinh quang dâng khơi như lửa bừng sáng trong rừng tối, âm vui khắp trời sắc hồng dạng đẹp mỉm cười, âm vui khắp trời sắc hồng dạng đẹp mỉm cười. Tiếng ca tiếng đàn tiếng lửa bập bùng bập bùng, tiếng ca tiếng đàn tiếng lửa bập bùng bập bùng. Quan tâm ca bập bùng bập bùng bập bùng với Chí Tài, Trần Thế Hòa và Thế Sơn. Xin trân trọng kính chào quý vị của Base Bar Day. Thưa quý vị, trước đây trung tâm Thúy Nga đã nhiều lần giới thiệu đến quý vị những tác phẩm của nhạc sĩ Song Ngọc. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trích đoạn của những nhạc phẩm đó trên màn ảnh. Đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay, vì nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Còn ở mãi trong tim tôi hôm nay với kỷ niệm nhớ hoài. Mọi tôi là nguồn nhân ái theo dấu bước tôi đi lúc tôi mơ về nhà. Mọi tôi
dòng sông ngát chảy qua bao con tim yêu muôn đời quê mẹ. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sùi. Nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đồ gáy, nó đi nhưng còn đây. Một lớp trai đi nhìn sau theo dấu chân đi vào thiên linh, biết bao người xong nợ xương máu không trở về. Người đi vào tối vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Tôi biết rồi em sẽ quên, muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi đàn bà ơi. Thực tế nhiều khi hay phũ cho chúng ta sẽ vượt qua cơn bão tố, chỉ cần một mái tranh thôi, chúng mình vợ chồng yên vui. Có ba người vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng trời tầm mắt hướng xa rồi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây trời vui kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông. Còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến, nghe đường dài thêm. Nhà ai có cây là đèn thu, đêm về sáng đẹp như trăng. Sinh sau cái cây là đèn thu, nửa giây xe tượng chạy loanh quanh. Tựa bóng danh lợi chạy quanh, như sông và núi mây bay ngoài trời. Tựa như bóng danh lợi chạy loanh quanh, loanh quanh. Em biết hai số không, biết hai số không. Gọi tên năm 2000, tên năm 2000. Năm 2000 năm, năm 2000 năm. Chỉ là hai số không, nhân thế ơi có hay. Trần gian năm 2000, ôi 2000 năm, còn lại 2 số 0. Thưa quý vị, qua phần trích đoạn vừa rồi, chắc quý vị cũng rất ngạc nhiên về cái tính cách đa dạng của nhạc của Song Ngọc. Có những bài mà chúng ta nghe mà chúng ta không ngờ đó là do sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc. Chẳng hạn như nhạc phẩm sau đây mang tựa đề Hà Nội ngày tháng cũ. Quý vị nghe, quý vị sẽ thấy có một cái chất gì rất là nên thơ, rất là Hà Nội. Nhưng nhạc sĩ Song Ngọc sinh trưởng trong miền Nam và chưa bao giờ đặt chân tới Hà Nội. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ. Thank you.
Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ. Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi. Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều, tiếng bút lướt thưa lao sao khua trên vỉa hè. Mùa thu nghe gió Hà Nội, người có nhớ tháp mút chờ vơ liễu xanh vật vờ. Hà Nội, người có nhớ hương lan vương vương bên hồ thuyền quang. Hà Nội, người có áo trắng tây sơn trưng vương em tan trường về, đường qua nẻo phố hẹn hò. Ai ra đi mà không nhớ về chàng thi ngày ấy ta bên sống mãi chiếc áo xanh.
hồ. Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè. Dù đường xưa vắng, thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị là có tên là Hương Đồng Gió Nổi, tức là nhạc sĩ Song Ngọc lấy ý hoặc là phổ bài thơ Chân Quê của Nguyễn Bính, mà ba nữ ca sĩ sắp trình bày với quý vị này thì không bao giờ cần phải đăng báo tìm bạn bốn phương. Thưa quý vị, phần trình diễn Hương Đồng Gió Nổi của Song Ngọc với Bảo Hân, Như Loan và Hương Thủy.
Thưa anh Song Ngọc à, lúc nãy khi trình bày nhạc phẩm này, em thấy anh ngồi ở dưới anh nhìn lên mà miệng anh cười toe toét. Rồi hồi trưa mà khi tập đó thì anh cứ chắt lưỡi anh nói hay quá hay quá. Vậy thì cái cảm nghĩ của anh ra sao khi mà anh thấy người ta trình bày nhạc phẩm của anh lần đầu tiên, hoặc là cái lớp ca sĩ mới trình bày lại nhạc phẩm của anh mà làm mới hoặc là dàn dựng trên sân khấu như vậy, thì cái cảm nghĩ đầu tiên của anh là sao? À, miệng cười toe toét thì không phải, nhưng mà lim dim, yeah. Lim dim đôi mắt. Nhưng mà có cái điều là quý vị thấy rõ ràng là cái bản Thư Châu Về Hiền chỉ có một chữ Hiền, mà cô Kỳ Duyên và anh Ngạn đứng đây nói chuyện dài quá. Nếu như vậy anh không muốn nói chuyện chữ Hiền thì anh muốn nói chuyện đàn bà không? Thì em thấy rõ ràng là anh, cái chữ Hiền của anh đưa vô cái bản, cái bài Thư Châu Về Hiền là có lý lắm, yeah. Là người ta ai cũng thích đàn bà phải hiền, yeah, yeah. Hiền như cô Kỳ Duyên. Nhưng mà cũng như anh nói, hình như là nếu như vậy thì một cái nhạc phẩm chắc quý vị biết, viết vào năm 1984, nó đã trở thành một cái hiện tượng, đó là nhạc phẩm đàn bà. Và quý vị đã biết, ngay cả Trung tâm Thúy Nga đã phải hai lần thâu thanh cái bài đó. Lần thứ nhất là Elvis Phương và Duy Quang hát, lần thứ nhì là Don Hồ hát. Và hầu như là Kỳ Duyên đi show bất cứ nơi nào thì cũng có một người ca sĩ hát bài đàn bà. Vậy thì anh chỉ nói là cái chữ vợ hiền mà em với anh Ngạn đứng nói 15 phút không hết. Vậy cái chữ đàn bà của anh thì em nghĩ tạo lên một cái hiện tượng như vậy. Bây giờ em hỏi anh giản dị, anh có hiểu rõ về đàn bà không mà anh viết về đàn bà? Bây giờ anh trả lời giản dị với em, anh không biết gì đàn bà hết. Nếu anh biết thì anh không viết, mà anh viết là anh không biết. Có nghĩa là anh đoán mò về đàn bà thôi hả? Người ta nói là ngàn năm nay rồi, đàn bà là một cái gì huyền bí đối với thế giới này ghê lắm. Làm sao anh như thế này mà biết được đàn bà? Em anh còn chưa biết được. Anh à, nhưng mà trong cái bài của anh, Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, đàn bà lạnh lùng hôm nay, thì anh nghĩ là đàn bà tàn ác, nghĩa là hay là đàn bà chỉ thay đổi như là thay đổi chiều gió thôi? Thì thấy em là biết rồi, cần gì nói. Có nghĩa là sao? Như thế này, thì bây giờ trả lời. Thưa quý vị, xin phép quý vị, chúng tôi vui chút, đùa chơi chút, xin quý vị tha lỗi nha. Thưa quý vị, thì thật ra thế này, khi cái bài đàn bà mà tôi viết cái bài đàn bà, thì thật sự cái lúc đầu tiên tôi cũng ngại, vì cái đầu đề đó nó cũng rắc rối phải không? Thưa quý vị, thì có một số người nói là Song Ngọc viết bài đàn bà là công kích về đàn bà, hoặc là phản đối đàn bà, hoặc là vân 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 vân. Thì nhân dịp hôm nay, thưa quý vị, tôi viết bài đàn bà là tôi nói thật và tôi nói cái đẹp của đàn bà. Vì người ta nói là ngàn năm không hiểu được đàn bà, và muốn biết về tâm hồn của đàn bà giống như là mò kim đáy biển. Em thấy anh như thế này làm sao mò không được cái gì, làm sao mò được cái kim ở đáy biển? Thì em nghe là thế này, đàn bà. Em thấy vỗ tay ghê lắm. Thưa quý vị, thưa quý bà, nhân dịp này tôi xin các bà tha thứ cho Song Ngọc. Song Ngọc không biết gì đàn bà mà dám cả gan viết bài đàn bà. Thưa quý vị, đó là chúng tôi ca ngợi đàn bà. Ôi đàn bà, bỏ cái những niềm đau nhé. Dạ, bỏ những đó là những niềm đau, cái câu đó là ca ngợi. Ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ok. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Trời, con dao mà anh không nói là không ác hả? Em nghe đó là ác quá chứ gì nữa. Thì là thế này nè, đàn bà nào không phải là con dao, còn hơn con dao nữa em ạ. Còn hơn con dao anh nữa. Anh mới nói anh công kích đàn bà, bây giờ anh nói đàn bà không, hơn dao. Hơn con dao, nhưng mà thế này là lại có một bài nữa. Em nhớ anh viết cái bài mà bóng mắt vườn để đàn không? Dạ, sao anh? Biết nàng là quỷ dữ rồi, mà xa nàng ta vẫn nhớ lửa địa ngục. Wow. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Muộn qua tiếng hát của nam ca sĩ Thế Sơn. Thưa quý vị, đây là cũng một bản đàn bà nữa đó.
ta biết em trong tình buồn khi đôi mình đời đã đôi nơi. Ta biết em trong tình buồn như định luật đường thẳng song song. Ta biết em trong tình buồn như phương trời mỏi cánh chim bay, như hơi rượu nồng thiếu men cay khi chuyện đời nặng chịu đôi vai. Ta đứng đây trong trời rộng theo nỗi buồn vào cõi mênh mông. Ta đứng đây nghe tình mộng thuần lữ hành lờ chuyến sang sông. Ta đứng đây nghe tình mộng, nghe buổi chiều liềm chết trên cao. Thương yêu hoài ngày tháng bên nhau, thương những cuộc tình lỡ thương đau. Đường qua phố vui, anh không còn niềm sao xuyến xưa. Đường qua ngõ quen, anh đâu còn chờ ai dưới mưa. Đường đi vào yêu, anh không còn tóc rối bồng bềnh. Thôi không còn mong ước giận hờn, anh đâu còn tình nào cho em. Ta biết em trong chiều muộn, mưa thu buồn ngập lá ven sông. Ta biết em trong tình buồn, nửa manh hồn nửa kiếp lưu vong. Gom đắng cay trong cuộc tình, ta ghi thành điệp khúc tha hương cho những người lỡ chuyến sang sông. Câu ca buồn người đến hư không. Sao xuyến xưa, đường qua ngõ quen, anh đâu còn chờ ai dưới mưa. Đường đi vào yêu, anh không còn tóc rối bồng bềnh. Thôi không còn mong ước giận hờn, anh đâu còn tình nào cho ta biết em trong chiều muộn, mưa thu buồn ngập lá ven sông. Ta biết em trong tình buồn, nửa manh hồn nửa kiếp lưu vong. Gom đắng cay trong cuộc tình, ta ghi thành điệp khúc tha hương cho những người lỡ chuyến sang sông. Câu ca buồn người đến cho những người lỡ chuyến sang sông. Câu ca buồn gửi đến. Thưa quý vị, chúng tôi xin thêm một cái chi tiết mà lúc nãy có lẽ là quên. Tức là anh Song Ngọc, ngoài bút hiệu là Song Ngọc, ký tên trên nhiều bản nhạc, thì anh có thêm một bút hiệu thứ hai là Hàn Sinh. Quý vị cũng vẫn thường thấy trong các nhạc phẩm của anh. Tới đây chúng tôi xin phép anh Song Ngọc và xin phép quý vị thính giả, chúng tôi mở một cái dấu ngoặc để lái một cái đề tài khác, là thư độc giả. Thì có một lá thư ở bên Pháp. Thư này bên Pháp thì nói với chúng tôi rằng là
tại sao ông Ngạn với cô Kỳ Duyên hay nói về các nhân vật hoặc là lịch sử của Trung Hoa? Lý do là vì Trung Hoa đô hộ Việt Nam tới 1.000 năm tàn ác, và ngay cả trong cái thời Cộng Hòa thì người Hoa cũng không có quan tâm đến người Việt Nam. Tại sao chúng ta hay nhắc đến những nhân vật Trung Hoa? Thì thưa quý vị... Không ạ, thưa quý vị, Kỳ Duyên và anh Ngạn cũng muốn nói rằng là khi chúng tôi đọc thơ, chúng tôi nhận thơ không phải chỉ những thơ khen, nhưng khi quý vị có những lời phê bình chính đáng, những lời phê bình xây dựng, thì chúng tôi cũng rất mong muốn được nhận tất cả các loại thơ, chứ không phải chỉ thơ khen. Và cái thơ này, vị khán giả có một cái nêu ra một cái thắc mắc, có thể gọi là không biết là có đích đáng hay không, nhưng mà chúng tôi cũng xin được trả lời. Nhưng mà chúng tôi xin, trước khi trả lời, chúng tôi xin nhấn mạnh ngay là những cái ý kiến như thế này thì xin quý vị ghi cho chúng tôi địa chỉ, tên và số điện thoại. Giống như quý vị viết thư cho các tờ báo, thì quý vị ở Toronto, hàng ngày quý vị đọc Toronto Star, quý vị thấy có một cái trang nó gọi là Letters of the Day, tức là những bức thư của độc giả, thì bao giờ cũng phải có địa chỉ, có số điện thoại, chứ không có nên nặc danh hoặc là mạo danh. Bởi vì những cái ý kiến mà quý vị xây dựng chính đáng, trừ những chuyện cá nhân thì người ta nặc danh là một chuyện thường. Còn những cái ý kiến như thế này thì chúng tôi đứng trên sân khấu đã mười mấy năm. Trung tâm tiếng Nga tồn tại đến ngày hôm nay đã trên 20 năm, thành thử ra tại hải ngoại, thì cho nên là đương nhiên là chúng tôi phải chấp nhận được những cái ý kiến của quý vị, chứ chúng tôi không hề lấy làm buồn phiền gì cả. Chúng tôi xin trả lời ngắn gọn như thế này, là khi một bài hát nó liên quan tới một nhân vật hay mà một chút sử, thì dù là của nước nào chúng tôi cũng phải đề cập đến, mặc dù cái nước đó có một thời đô hộ, có một thời là kẻ thù của chúng ta. Thí dụ bây giờ chúng tôi giới thiệu bài khúc ca Đồng Tháp của Thu Hồ mà Như Quỳnh trình bày, thì chúng tôi nói về Đồng Tháp 10. Khi chúng tôi nói về một nhân vật ở trong Trung Hoa, trong truyện Trung Hoa, chẳng hạn chúng ta nhắc tới Lý Bạch, nhà thơ, hay là chúng ta bây giờ thí dụ chúng tôi nói về Tết Trung Thu, thì cái nguồn gốc Trung Thu đó là ở bên Trung Hoa, là ở bên đời Đường, thì chúng ta không thể bỏ được. Giống như là nói như vậy thì chẳng hóa ra thí dụ bên Pháp, dù là Pháp cai trị nước ta và có tàn nhẫn đối với dân ta trong 100 năm, mà chúng ta đọc lại lịch sử thời Quốc Dân Đảng chẳng hạn, hay là thời Phan Bội Châu, là bao nhiêu nhà ái quốc chúng ta bị tra tấn một cách cực kỳ dã man và chết gục ở trong tù ngoài Côn Đảo biết bao nhiêu. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta không nhắc tới Victor Hugo, chúng ta không nhắc tới Pasteur hay là Marie Curie. Thì những cái nhân vật lịch sử đó chúng ta vẫn nhắc như thường, chứ không thể vì một cái mối thù riêng đối với người thống trị mà chúng ta bỏ qua cái phần lịch sử. Thì đó cũng là điều mà chúng tôi xin thưa với quý vị. Ngoài ra thì còn nhiều cái vấn đề mà quý vị viết cho chúng tôi. Đôi khi chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ thì không có buồn là phiền lắm, nhưng cũng cảm thấy nó có hơi chút tức cười, là có nhiều quý vị khán giả cho mình cái quyền quá lớn khi mà viết thư cho chúng tôi. Chẳng hạn như thế này, thí dụ như quý vị có thể đề nghị là Trung tâm Thúy Nga thực hiện cốt băng chủ đề này, chủ đề kia, nhưng mà quý vị lại không đề nghị, mà quý vị lại gay gắt, là có vẻ như là mắng chúng tôi là tại sao trung tâm kia họ làm chủ đề này mà Thúy Nga không chịu làm. Thì chúng tôi thấy là quý vị đi quá xa rồi đấy. Chẳng hạn như quý vị vào tiệm phở thì quý vị ăn phở, quý vị không thể vào tiệm phở mà kêu ông chủ ra mắng là tại sao thằng bên cạnh nó bán bún bò Huế mà ông bán phở. Thì bây giờ nếu chúng ta thích ăn bún bò Huế thì sang tiệm bún bò Huế. Chúng ta thích ăn phở thì chúng ta vào tiệm phở. Thì Trung tâm Thúy Nga cố gắng thực hiện tất cả những chủ đề về cộng đồng, về xã hội, ngay cả về chính trị để biểu rõ cái lập trường của mình. Nhưng mà cái chủ đích chính vẫn là vấn đề văn nghệ để phục vụ cái sở thích của đại đa số chúng ta. Vâng, thưa, chúng tôi cảm ơn nhạc sĩ Song Ngọc, chúng tôi đã mở cái dấu ngoặc đó, và cảm ơn quý vị để chúng tôi trở lại với phần tiếp tục nhạc sĩ Song Ngọc. Chúng tôi giới thiệu nhạc phẩm Tình Yêu Như Bóng Mây, mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, thành phố này xin trả lại cho em. Ngàn thông buồn chiều nay
ngôi giáo đường lặng đứng suy tư. Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, đồi núi buồn xin gửi lại cho em, và con đường mù sương răng mắc, hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu. Rồi mai tôi sẽ xa tình yêu như bóng mây, tình yêu cơn gió bay hương thời gian phai. Rồi mai em có quên người đi như bóng chim, người đi đâu dễ quên kỷ niệm đau thêm. Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, thành phố chiều sương khói buồn riêng em, còn bao điều sao em không nói. Tôi cúi đầu từ giá Đà Lạt ơi. Còn bao điều sao em không nói. Tôi cúi đầu từ giá Đà Lạt ơi. Còn bao điều sao em không nói. Tôi cúi đầu. Cảm ơn quý vị và các anh chị. Và sau đây Khánh Ly xin phép quý vị và các anh chị để được hầu chuyện với anh Nguyễn Ngọc Ngạt. Vâng, xin mời Khánh Ly. Thưa quý vị, mà sở dĩ mà chúng tôi mời Khánh Ly tới đây là bởi vì nhạc phẩm vừa rồi là Khánh Ly có một cái kỷ niệm đối với tác giả, có phải không ạ? Thành thử chúng tôi mời Khánh Ly để Khánh Ly kể lại cái tâm sự hoặc là một cái chút kỷ niệm khi gặp nhạc sĩ Song Ngọc. Thưa quý khán thính giả và thưa anh Ngạt, gặp lại quý vị ở đây hát, Khánh Ly cũng hồi hộp lắm. Mà nhớ lại những cái kỷ niệm này là những kỷ niệm cách đây đã trên 30 năm.
như Khánh Ly thường nói, thưa quý vị và thưa Ngạn, Khánh Ly chỉ là một người rất là may mắn đã có một cái khoảng thời gian gắn bó với thành phố Đà Lạt. Và Khánh Ly tin rằng chúng ta, tất cả chúng ta ở đây, những người nào đã từng ghé Đà Lạt một lần thì không bao giờ có thể quên những nét đẹp và đặc thù của Đà Lạt. Rồi Khánh Ly có một cái may mắn là vào khoảng năm đầu năm 73 thì được nhạc sĩ Song Ngọc lựa và ông giao cho Khánh Ly bài hát này trong cuốn Song Ngọc 2. Và bài hát cũng nhanh chóng được quý khán thính giả ở khắp nơi chấp nhận và ủng hộ cả bài hát lẫn người hát. Như vậy là Khánh Ly được quá nhiều may mắn. Và nhân tiện đây, xin phép quý vị, các anh chị và xin phép anh Ngạn là cho Khánh Ly được gửi lời biết ơn đến nhạc sĩ Song Ngọc, người đã tin cậy và giao tác phẩm của mình cho một ca sĩ không mấy nổi tiếng. Vâng, thưa quý vị, để lại trở lại với phần của nhạc sĩ Song Ngọc. Nhạc sĩ Song Ngọc phổ tới 15 bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa, nhưng mà trong đó thì bài Tiễn Biệt là nổi tiếng nhất. Bài Tiễn Biệt là nguyên văn tựa đề của Nguyên Sa, được nhạc sĩ Song Ngọc đổi thành Tiễn Đưa. Mời quý vị thưởng thức nhạc Song Ngọc, thơ Nguyên Sa, Tiễn Đưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Bao điều thương yêu tan đêm bên quán.
Thưa anh, bài Tiễn Đưa, thơ của Nguyên Sa. Anh phổ năm nào mà tôi đọc trong tập tài liệu thì nói anh phổ tới 15 bài của Nguyên Sa là thế nào anh? Kính thưa quý vị, kính thưa anh Ngạn, bài hát Tiễn Đưa tôi phổ thơ của Nguyên Sa năm 1961. Cái lúc đó tôi khoảng 19 tuổi, thì có một kỷ niệm với anh Nguyên Sa là thật sự là khi tôi phổ cái bài đó đó, do một người bạn gái gửi đến tặng tôi. Thành tôi nghĩ là cái bài thơ của cô bạn gái, khi tôi phổ cái bài thơ đó, tôi rất là thích thú cái bài thơ đó. Và cả một đêm thức trắng đêm để phổ bài thơ đó. Sau khi phổ bài thơ được rồi thì tôi khoe bạn bè, thì bạn bè nói: "Mày điên hả? Bài thơ của Nguyên Sa mà đâu phải bài thơ của cái cô nào đó của mày đó." Tôi sợ quá. Tức là thì, cái cô đó tự thơ. Nhận đó là bài thơ của cô. Chắc có lẽ cô không có tự nhận, mà tôi là tôi vô ý. Vô ý, vô tư. Không, cô ấy có ký tên coi. Ký tên ở dưới. Thì tôi phổ cái bài thơ đó. Đến khi biết của anh Nguyên Sa, cái kỷ niệm vui lắm. Sợ quá. Đến cái đường Pasteur ngày xưa đó, thì tìm anh Nguyên Sa và biết là anh Nguyên Sa là giáo sư Trần Bích Lan. Mà lúc đó thì tôi học trung học thôi. Sợ quá, đứng ở ngoài thấy giáo sư. Anh biết giáo sư nó hoài lắm, giống như anh cũng giáo sư nó hoài lắm. Thành ra sợ lắm, đứng ngoài. Em đứng bên cạnh em lúc nào cũng phập phòng lo sợ, em hiểu anh mà. Thưa quý vị, thì lúc đó thì tôi vào tôi gặp Nguyên Sa, thì nói đứng lấp ló đi vào, bao gan đi vào gặp Nguyên Sa, nói: "Dạ thưa anh ạ." Anh nói: "Cậu tìm ai đó?" Nói: "Dạ thưa anh, em có phải anh Đường Nguyên Sa không?" Anh nói: "Vâng, cậu muốn gì?" Thì tôi nói: "Thưa anh, em có phổ, em là Sông Ngọc, em có phổ bài nhạc của anh, thành bây giờ em cũng muốn lại thưa với anh." Anh nói: "Nhớ nha, sau này khi mà anh có phổ bài thơ ai đó thì anh phải xin phép trước nha." Thì tôi nghe sợ quá: "Dạ dạ thưa anh, xin anh xin phép anh em về." Thì ra tới ngoài cửa quay vào nói: "Dạ thưa anh, xin anh cho phép em để tên không ạ?" Thế này: "Thôi nhé, không cần đâu nhé." Thật ra thế này, cái lúc đó thì tôi cũng hiểu được về sao là nhỏ quá mà. Cái lúc đó mới 19 tuổi, còn bé lắm. Thì đến mà cũng không biết ông Sông Ngọc là ai hết. Thì anh Nguyên Sa giống như là từ chối thằng bé. Tuy nhiên sau đó thì khi mà cái bản nhạc nó được hát lên, thì quý vị nhớ thập niên 61-62, cái bản Tiễn Đưa này rất là được yêu chuộng, kể cả cái bản Chiều Thương Đô Thị. Khi đó tôi đi trường Thủ Đức, thì nói thật cái kỷ niệm không bao giờ quên là những đêm mà đi học tập, thì là học ở ngoài ngoài rừng đó. Thì cũng đem theo cái radio nghe, thì nghe người ta hát cái bản Chiều Thương Đô Thị là anh Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm hát, và bài Tiễn Đưa thì Thanh Thúy hát, thì rất là ấm lòng. Sau đó nhà xuất bản khi mà tôi ký tác quyền cho họ đó, thì họ tự động để tên là Nhạc Sâm Ngọc Ý Thơ Nguyên Sa. Thành thử anh không cần phải để mà người ta cũng biết. Dạ vâng. Về sau này thì anh Nguyên Sa có gặp tại hải ngoại, và thú thật tôi rất là yêu thơ Nguyên Sa. Sau đó thì có nói chuyện với anh là chúng tôi làm thêm một số bài nữa, nhưng mà cũng chưa tiện để mà phát hành ra. Thì chỉ có một số bài phát hành như quý vị biết, như là cái bài Mai Tôi Đi. Thưa anh Song Ngọc, thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, cũng như anh chị em nghệ sĩ góp mặt trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất xúc động được anh tham gia chương trình và được trình bày lại những nhạc phẩm để gửi đến quý vị. Nhiều nhạc phẩm mà chắc chắn quý vị thường yêu mến, nhưng đôi khi cũng không biết anh Song Ngọc, và hôm nay mới được diện kiến anh ở đây. Thì một lần nữa xin được thay mặt cho trung tâm và gửi lời cảm ơn anh. Và trước khi tạm biệt anh, thì xin anh gửi đôi lời đến quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, một đời của một nhạc sĩ sáng tác, chúng tôi hôm nay rất có may mắn được sự hiện diện của quý vị ở đây để thưởng thức một số nhạc phẩm của tôi. Đó là sự ủng hộ thật là quý báu của quý vị đã dành cho chúng tôi trên 45 năm. Rất là cảm động. Thưa quý vị, chúng tôi nhân đây
xin gửi lời cảm tạ quý vị đồng hương Việt Nam trên khắp thế giới, những người còn ở lại quê hương của chúng ta, và quý vị ở đây, lời biết ơn thành thật của chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ để phục vụ quý vị. Tôi thường có tâm sự với anh Ngạn là làm một nhạc sĩ 10 năm đầu thì tôi tự coi tôi là thiên tài. Tới năm 20 năm thì tôi mất cái chữ thiên mà còn chữ tài. Và tới 30 năm trở lên thì chỉ còn thiên tai. Thưa quý vị, đó là quả thật. Càng đi sâu vào lĩnh vực nghệ thuật thì người nghệ sĩ có trách nhiệm, có suy tư, điều lo lắng là không biết mình có đủ sức, có đủ tài năng để phục vụ cho khán giả không. Chứ đừng nói gì được quý vị đến đây để ngồi nghe, để mà chúc mừng chúng tôi, kỷ niệm hoặc vân 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 vân. Thưa quý vị, lần nữa xin cảm ơn quý vị, và nhân đây cũng cảm ơn Trung tâm Thiên Nga qua nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ông Tô Văn Lai. Và riêng Thúy Nga thì tôi được ông Tô Văn Lai đã nhắc lại nhiều lần, tâm sự với tôi là về những cái băng giả của Thúy Nga. Nhân đây tôi cũng xin, là một nghệ sĩ, tôi xin kêu gọi sự ủng hộ quý vị nồng nhiệt cho những trung tâm làm văn nghệ, để những trung tâm này còn có đủ sức để phục vụ cho chúng ta trong lĩnh vực văn hóa. Chúng ta tuyệt đối đừng mua băng giả. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị trước, và nhân đây nữa xin quý vị cho phép chúng tôi cảm ơn những người anh ngay mặt chúng tôi đây, là anh Nguyễn Hiền. Anh Nguyễn Hiền là một người tôi rất thương mến trong nhiều năm. Một người anh nữa là anh Huỳnh Anh. Cũng một người anh nữa, anh Tô Văn Lai. Và thưa quý vị, một người nữa là vợ tôi. Hình như anh giới thiệu còn thiếu, anh phải nói vợ hiền của tôi chứ. Cho tôi gửi lời thăm tất cả những người nào đã giúp tôi trong 45 năm, trên 45 năm làm nghệ thuật. Và chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả những nghệ sĩ có mặt hôm nay, nhất là những nhạc công. Thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tất cả các nhạc công và tất cả những người âm thanh ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, lần nữa xin cảm ơn quý vị, thành thật biết ơn quý vị. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa Ướt Mi Buồn qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Lưu Bích. Đêm nay mưa rơi, xa đôi cứ nghe lòng hoang vắng.
rơi từng giọt ướt mi buồn, mưa vẫn còn rơi, mưa mãi còn rơi. Thưa quý vị, nhạc phẩm Mưa ướt mi buồn của nhạc sĩ Song Ngọc do Lưu Bích trình diễn cùng các vũ công đã kết thúc phần của nhạc sĩ Song Ngọc và cũng là kết thúc chương trình Paris by Night 74, giới thiệu một phần những tác phẩm tiêu biểu của ba nhạc sĩ Nguyễn Hiền, Huỳnh Anh và Song Ngọc. Trước khi tạm biệt quý vị, chúng tôi xin mời mỗi nhạc sĩ có một câu ngắn để phát biểu. Chắc chắn là quý vị cũng mong được nghe tiếng nói của quý vị trong cái phần kết thúc của chương trình. Dạ, xin mời nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Paris by Night hôm nay. Lời lúc nãy chúng tôi nghe anh Nguyễn Ngọc Ngạn và cô Kỳ Duyên cứ trao đổi với nhau về vấn đề người phụ nữ với người nam giới. Tôi có một cái cảm nghĩ muốn gửi đến quý vị hôm nay, đó là cái tinh thần gia đình cố hữu của xã hội Việt Nam chúng ta, xã hội truyền thống mà chúng ta đã thừa hưởng được một cái nền văn hiến, chứ không phải là văn minh, một nền văn hiến từ quốc tổ Hùng Vương đến giờ. Tính đến năm nay là 4.883 năm mà tôi gọi đó là theo quốc lịch Việt Nam. Trong cái tinh thần đó, vai trò của các con cháu mẹ Âu Cơ, tức là những người phụ nữ Việt Nam, trong đó có quý vị ở đây, chúng tôi muốn đề cao cái giá trị cổ truyền của người phụ nữ Việt Nam ở trong xã hội chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay để vang, để mà
ca ngợi tất cả những vị phụ nữ Việt Nam có mặt ở đây. Kính chào quý vị. Vâng, chúng tôi rất cảm động và chắc chắn là quý vị cũng lắng nghe tiếng nói đầy tình nghĩa của một người nghiên cứu lâu năm, một người thấm nhuần văn hóa Việt Nam, đó là nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Xin cảm ơn nhạc sĩ và bây giờ xin mời anh Huỳnh Anh. Dạ, tôi xin gián tắt. Một lần nữa, tôi xin được rất sung sướng nghe lại các ca nhạc sĩ đã hát nhạc phẩm của tôi. Và một lần nữa, cảm ơn Trung tâm Thí Nga đã có nhà ý để chúng tôi có được hội ngộ cùng với quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời anh Song Ngọc. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự đêm hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đồng hương trên toàn thế giới đã xem cuốn Thúy Nga Paris này. Và lần nữa xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, sau đây Kỳ Duyên xin mời tất cả các ca sĩ, các ban nhạc, vũ công cùng tất cả những chuyên viên đã đóng góp trong chương trình Thúy Nga hôm nay ra đây để cùng chào tạm biệt quý vị. Come on, down everyone. Tôi muốn xa.